nhận thức rõ việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận góp sức của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt nông thôn và chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Và thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến Tân Long, thấy rõ sự đổi thay về hạ tầng cơ sở. Đời sống người dân nơi đây không những đã thoát nghèo, mà nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ mảnh đất của mình. Hầu hết các trục đường chính trong xã đều đã được bê tông hóa. Đây là thành quả của phong trào, nhà nước và nhân dân cùng làm. 10 năm để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong suốt quá trình đó, cùng với chính quyền địa phương là sự đóng góp tích cực của người dân tạo nên những đổi thay ở Tân Long. Đến nay, xã đã bê tông hóa được trên 70 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và làm mới được 27 ngôi nhà. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo ra động lực lớn để người dân vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thu nhập của người dân ở đây hiện đạt hơn 40 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Rất là vui mừng và phấn khởi trước những cái thành quả nông thôn mới mà cán bộ đảng viên và toàn thể bà con nhân dân xã đã đạt được. Các năm tiếp theo thì chúng tôi vận động cán bộ và nhân dân sẽ tiếp tục là giữ vững và duy trì và nâng cao các tiêu chí kinh tế là sẽ phát triển tốt trong thời gian tới, và bộ mặt nông thôn nông nghiệp của xã sẽ có những từng bước thay đổi. Khác với Tân Long, xã Vinh Quang là địa phương đầu tiên của huyện Chiêm Hóa về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Thời gian qua, mọi người dân trong xã cùng chung tay hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Để có được nông thôn mới nâng cao thực chất, bền vững, xã tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân khu vực nông thôn, thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Kinh tế xã hội của xã có sự phát triển vượt bậc, nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh. Phong trào thi đua, Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới được lan tỏa và phát triển rộng khắp thôn xóm. Cảnh quan môi trường thường xuyên được người dân cải tạo, xây dựng mới, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn của xã. Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban huyện Chiêm Hóa và quyết tâm nỗ lực của Ban chấp hành đảng bộ xã, đặc biệt là cái sự đồng lòng, nhiệt tình, trách nhiệm của người dân trong cái xây dựng nông thôn mới. Ban chấp hành đảng bộ xã và Ban chỉ đạo nông thôn mới xây dựng xã đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể và phân công cho cán bộ đảng viên. Cơ bản là người dân đã có cái nỗ lực và cái tự cố gắng để vươn lên, đặc biệt là cái tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn. Gắn xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua là một cách làm thành công mà Ban chỉ đạo các xã đã triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua chuyên đề hàng năm, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào khác đã được tổ chức phát động, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, phấn khởi, đồng tình cùng vào cuộc, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, đất đai và nhiều hiện vật có giá trị khác thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong 6 năm qua, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
đạt gần 7.500 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên, toàn tỉnh Tuyên Quang đã bê tông hóa được 2.800 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và nâng cấp trên 200 công trình nhà văn hóa thôn bản và trên 150 sân thể thao thôn bản và liên thôn bản. 16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Hiện nay, các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí đã đạt được, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tập trung, chú trọng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Hòa Phú về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hòa Phú về đích nông thôn mới năm 2023, thì đối với hội nông dân cũng đã quan tâm, vận động các hội viên và giúp đỡ các hội viên để vay các nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi trâu, trồng cây ăn quả và một số loại rau củ quả. Thì cơ bản thì cái tiêu chí thu nhập hiện nay là một số cái hộ sản xuất kinh doanh cũng đã có cái sản xuất hiệu quả và đem lại cái thu nhập cho kinh tế hộ gia đình, nâng cao cái tiêu chí thu nhập của toàn xã lên. Có thể thấy rõ, xây dựng nông thôn mới đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi căn bản cách nghĩ, cách làm của đồng bào, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang, những con đường bê tông đến tận hộ gia đình, những thay đổi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang thực sự làm đổi thay bộ mặt nông thôn ở Tuyên Quang. Nhiều địa phương trong tỉnh đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nông dân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Việc ưu tiên phát triển sản xuất nông sản hàng hóa và thực hiện một bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo môi trường thuận lợi, người dân nêu cao tính tự chủ, tận dụng quỹ đất một cách có hiệu quả. Để thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh các chính sách hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã cũng xác định cho mình hướng phát triển nông nghiệp chủ lực trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, tạo nên thế mạnh của từng vùng. Từ đó nâng dần mức thu nhập của người nông dân. Đồng thời cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất theo chương trình Việt Gáp, phối kết hợp với các hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ cây trồng, bao tiêu sản phẩm đầu vào, đầu ra cho nông dân và xã viên là một vấn đề quan trọng trong nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Từ đó tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để tiếp tục duy trì các tiêu chí xây dựng ở nông thôn mới thì đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng hết sức quan tâm cái tiêu chí về thu nhập cho bà con nhân dân. Ở đây thì ngoài những cái nội dung mà cái nguồn lực của địa phương như phát triển kinh tế lâm nghiệp, đồi rừng và phát triển chăn nuôi ở trên địa bàn, chúng tôi cũng quan tâm những cái việc là liên kết với các công ty để tạo cái việc làm sao là có cái tăng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân. Những bước tiến mới trong sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm qua là dấu ấn quan trọng về việc thay đổi tư duy sản xuất của mỗi địa phương, người dân để tạo sự bứt phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đạt trên 9.600 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2020. Nhiều mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị được triển khai. Tuyên Quang đã xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa theo hướng an toàn, hữu cơ. Đặc biệt có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần đưa bức tranh nông nghiệp toàn tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, ngành sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tập trung tham mưu
cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh ban hành các cái nghị quyết, đề án, kế hoạch để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cũng như các cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiếp tục hỗ trợ các cái doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các cái nhãn mác thương hiệu sản phẩm của nông nghiệp, đặc biệt là tập trung vào cái chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP để nâng cao các cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như cái bao bì nhãn mác cho cái tăng cái giá trị gia tăng trong cái các cái sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các cái hợp tác xã để nâng cao cái hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt cái đầu ra cho các cái sản phẩm nông nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, theo hướng bền vững, với sự tham gia của người dân là chủ yếu. Lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới bằng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới. Tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản hàng hóa. Triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, hướng mạnh việc sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, đảm bảo quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang.